Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban lại tiếp tục về hàng để có thể quay review chi tiết cho các bạn từ hình thức đóng gói ở bên ngoài cũng như là ở bên trong. Thì với những đơn hàng khi mà vừa mới về là Ngọc Gia Ban cũng thường xuyên chia sẻ cho các bạn là ở bên ngoài thì sẽ được cố định bằng những cái lớp băng cuốn, bên trong thì sẽ được là bảo quản bằng những cái lớp bìa hoặc là bằng những cái lớp chăn. Thì chiếc ghế ngày hôm nay Ngọc Gia Ban tiếp tục về, đó chính là phiên bản của dòng Furidoki. Chiếc ghế này thì có mã là SKS 3500. Thì cũng có cái mong muốn là giới thiệu cho các bạn những cái dòng sản phẩm khi mà nó vừa mới về thì nó được đóng gói như thế nào, rồi là về cái độ mới của nó ra sao. Phiên bản SKS 3500 thì nó ra mắt vào những cái năm 2006, 2007. Đời sau của nó là SKS 4500, 4600. Và ở phiên bản này thì cũng muốn chia sẻ sâu hơn cho các bạn về cái hình thức của những cái chiếc ghế vừa mới về tại Ngọc Gia Ban. Với phiên bản SKS 3500 thì trong video ngày hôm sau Ngọc Gia Ban sẽ review chi tiết cho các bạn về cái phiên bản này, nó sẽ có những cái tính năng gì và cũng như là về cái mức giá thành của nó như thế nào. Đây thì khi mà bạn nhân viên của Ngọc Gia Ban vừa mới mở ra này, đấy, thì đây chính là cái bảng điều khiển của nó, còn khá là đẹp này. Thì đây chính là về cái màn hình hiển thị của nó này. Đấy, màn hình của nó còn rất là đẹp này, Furidoki này. Ở phía đằng sau của nó đây, ở phía đằng sau của nó thì còn nguyên tem này, đẹp từ những cái con ốc này. Đấy, thì ở phía dưới của nó là những cái bàn phím nhá. Thì đây là về cái hình ảnh của cái bảng điều khiển này. Tiếp theo là về phần dây, phần dây của cái chiếc ghế SKS 3500. Đây thì ở đây là nó có in cái năm sản xuất này, 2006 này. Đấy, thì đây là sẽ quay chi tiết cho các bạn về ngoại hình ấy, tổng quan của cái chiếc ghế này. Phần chân của nó thì nó sẽ có những cái tấm nhựa này. Đấy, ở trên phần ấy tấm nhựa của nó thì nó sẽ có lớp bi này, và ở dưới thì nó sẽ có lớp túi khí này. Ở phiên bản sau 4500 với 4600 là cái bi bấm huyệt nó được tích hợp ở ngay phía dưới luôn, ở phía dưới phần da này luôn. Đấy, còn về chiếc ghế này thì nó có một cái ngoại hình nó rất là đẹp, nó giả một cái nhựa vân gỗ ở phía đằng trước này. Đấy, còn đây là về cái chiếc ghế này, nó còn rất là đẹp nhá. Đấy, shoulder massage này, shoulder massage này. Đấy, đây, ở đây còn có cả cái hình dán của người Nhật họ dán từ trước này. Đấy, Rinax Solution này. Về phần sau lưng của nó đây. Đấy, phần sau lưng của cái con này nó cũng khá là đẹp. Nó có một duy nhất một cái vết bẩn, vết xước ở đây. Còn đây là phần tem của nó này, SKS 3500 này, ký hiệu là K380188 7 này. Nguồn điện sử dụng là 100V này. Thì trong video ngày hôm sau Ngọc Gia Ban sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn về cái phiên bản này, nó có những tính năng như thế nào, bài tập ra sao. Ở đây thì nó còn có thêm hai cái tấm sửa nhiệt ở đây nhá. Cái chiếc ghế này thì còn rất là mới này. Đây này, từ về những cái phần nót nỉ ở phía đằng sau này. Đấy, nót nỉ này của nó còn rất là mới này. Cái chiếc này là cũng vừa mới về để có thể là quay và giới thiệu khui thùng chi tiết cho các bạn xem nhá. Về phần da này thì theo như Ngọc Gia Ban đánh giá thì cái chiếc này nó còn đẹp khoảng tầm 93-95%. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ để lại cho Ngọc Gia Ban một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo. Thì trong video sau, Ngọc Gia Ban sẽ giới thiệu cho các bạn cái phiên bản này. Nếu như mà các bạn có nhu cầu, có thể liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555